Nhân dịp Tết Trung Thu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam với những tình cảm thân thương ấm áp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tết Trung Thu, Tết của thiếu nhi, vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, các cháu được quây quần bên gia đình, ông bà, cha mẹ, cùng vui chơi rước đèn múa lân phá cỗ dưới ánh trăng rằm hoặc nghe ông bà cha mẹ kể chuyện cổ tích về Trung Thu. Mỗi Tết Trung Thu sẽ là những ký ức trẻ thơ của mỗi con người chúng ta sau này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi Trung Thu các cháu lại có được một cái Tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn cả về vật chất và tinh thần bởi sự chăm lo của gia đình, nhà trường, xã hội cho các cháu. Mong các cháu luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học giỏi, siêng năng, sống tình nghĩa, hoài bão, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, luôn là trò giỏi, con ngoan, phấn đấu để trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ và dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Trung Thu năm nay không được trọn vẹn bởi thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, thôn xóm, bản làng, phường xã. Nhiều cháu thiếu nhi không may bị cướp đi sinh mạng, nhiều cháu mất người thân, mất nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân, gia quyến các cháu là nạn nhân của bão lũ và hy vọng tất cả vượt qua đau thương mất mát. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị với các cháu ở những vùng bão lũ phải luôn chú ý an toàn khi học tập, vui chơi, tránh xa những nơi nguy hiểm, không chơi đùa gần sông suối, ao hồ, luôn nhớ lời cha mẹ, thầy cô giáo để tự bảo vệ bản thân và bạn bè.